Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chế một chiếc sạc dự phòng từ những sạc pin cũ trong laptop này. Những thanh pin này có ăn mua chỉ 20-25k ở chỗ sửa máy tính thôi. Chúng ta có thể lấy ở laptop cũ này. Những viên pin như vậy, bây giờ mình sẽ cạy nó ra. Khi bạn cạy ở vệ sinh sạch, chúng ta sẽ được những viên pin như thế này. Một sạc pin này 3,7V, rất là tốt. Mình sẽ dùng 3 viên này. Các bạn có thể làm 5, 7 viên cũng được nếu cái hộp to. Mình dùng cái hộp này, cái hộp nhựa, chúng ta đựng pin vào đây. Cái hộp này của mình được 3 viên. Nếu các bạn có hộp to, các bạn có thể 5, 7 viên hoặc 10 viên cũng được, càng được lâu hơn. Chúng ta sẽ cần thêm dây điện, một chiếc công tắc và một module boost này. Cái module này nó boost từ DC sang DC là dòng một chiều sang một chiều. Cái nguồn vào từ 0,9 này đến 5V, nguồn ra là 5V 1A, chuyên để chế những sạc dự phòng hoặc sạc điện thoại. Các bạn có thể mua ở trên trang bán linh kiện này hoặc là mua linh kiện đều có giá 30k. Tiếp theo chúng ta cần một module sạc pin. Cái này mình mua 28k ở trên mua linh kiện này. Với cái module này, chúng ta có thể dùng những cục sạc micro USB. Các bạn cắm vào đây để nó sạc pin. Bây giờ ba bên pin này, chúng ta phải xác định đầu dương và đầu âm. Cái đầu dương này nó sẽ có những ngấn này, cái trên này nó nhỏ, đầu âm này dưới này nó sẽ to. Đây là âm này, trên này là dương. Chúng ta sẽ kết nối đầu này vào nhau, dưới này vào nhau. Các bạn cắt hai đoạn dây như vậy, chúng ta để hở ba chỗ này ra. Chúng ta sẽ gắn băng dính vào những chỗ này để cho nó không bị trượt. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây. Cái mạch boost này các bạn sẽ gắn ở đây. Mình sẽ khoét lỗ chúng để trong này. Cái mạch sạc pin này các bạn sẽ khoét lỗ chúng ta để bên này. Chiếc công tắc mình sẽ để ở giữa đây. Các bạn khoét lỗ như vậy. Bây giờ chúng ta còn đấu vào.
Các bạn hát trên dương này và hát trên âm vào như vậy. Chỗ này chúng ta sẽ hàn qua chiếc công tắc. Bây giờ mình sẽ bôi keo và gắn vào dưới này. Các bạn gắn vào đây như vậy. Chúng ta bôi keo vào chỗ này. Các bạn hàn chiếc công tắc vào như vậy. Khi các bạn bật, nó sẽ có nguồn bên cổng USB này. Chúng ta sẽ sạc pin ở chỗ này. Các bạn có thể sạc pin ở đây. Khi sạc, các bạn bật công tắc lên. Mình sẽ sạc thử điện thoại. Bạn đang sạc đây rồi. Như vậy, chúng ta đã chế thành công một chiếc sạc dự phòng từ những pin laptop và mô đun sạc. Các bạn cạy nhiều như vậy, chúng ta dùng dần hoặc là làm một cái nhiều pin này cũng được. Kênh Sáng Tạo.com, chúc các bạn thành công!